em xin kính chào các bác đã đến với video của em nha kênh hàng nhật bãi hôm nay em giới thiệu các bác là một siêu phẩm nồi do yoshi gọi loại là do mamut mút có tách đường nha các bác hình thức là còn rất là mới đẹp em quay ngoại thất cho các bác xem rồi em quay nội thất em cắm điểm báo giá Và mẫu nồi này là trong những cái uh, phân khúc là vip xịn sờ nhất của hãng do uh, mẫu này được các bác gọi là do mamut mút đó nặng là 8 kg rất là ok có tách đường vừa cơm ngon vừa tốt sức khỏe nói chung là kỹ sư nhật người nhật người ta đã sáng à, chế ra thì cái kiểu như là nó tiện lợi với các bác điện áp 100 nha công suất 1360 w các bác xài điện 110 vẫn được thì em bán cục đổi nguồn cho các bác sử dụng nha là cục 2000w để nấu nồi cơm này với giá là 550.000 cục 3000w nấu được hai nồi cơm nguồn với giá là 700.000 thì bác nào mình đang có, có nhu cầu mình muốn sử dụng hàng nhật nhưng mà mình chưa có cục đổi nguồn điện thì các bác cứ inbox liên hệ với em nha qua số điện thoại trên màn hình thì nội các bác đang xem đó là nồi một lít sản xuất 2015 đó nồi cao tầng ih áp sức cơm kỳ cực kỳ cực kỳ ngon màn hình led đây Bây giờ vô nội tắt cho em nha đây nội khác là ngon xanh mướt các bác nó có tách đường nha trong là những mẫu này em bán các chạy trên của em thì bán rất là nhiều là mò nồi mẫu như thế này rồi đó, các bác mua thì các bác cứ xem kỹ rồi chốt nha mỏng này em cũng sale giá hấp dẫn cho các bác thì à, có ghi là kèm theo luôn là một cái muỗng và một cái cốc đông nước đông gạo đó muỗng có vô vô si còn khá là mới nè nhưng là từ chủ trước người ta xài rồi nó còn lại người ta để lại luôn thì bác nào mua thì cũng sẽ được cái uh, cốc nước cái muỗng thì muỗng đó nếu mà bán cũng trên trăm ngàn các bác rồi bây giờ em quay cái nội thất cho bác xem lòng rồi nè rồi các bác ơi em qua vào phần chi tiết cho các bác này đây lòng nồi lòng nồi khá là đẹp nha các bác cái vết này, những cái vết trắng trắng này là coi như cái, cái vết là nó, nó xước nó không có bong chóc gì các bác cũng như là cái phấn mà nó viết lên tường vậy thôi nó mịn trơn hình nó không có mà gì trơn mà nó lại là nó 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 các bác thấy không nó những cái vết trắng trắng gì đó còn lại rất là đẹp nồi là còn cái chắc không dính cùng ba còn là mịn mà. đó mịn trơn luôn có những cái trắng trắng thì như em nói là những vết phấn mà viết trên tường trên gạch gì đó chứ nó không chạy không cộm tay gì chơi nha các bác nó rất là đẹp hàng tiếng chọn chúng em đã test đã nấu ok nên lòng rất là đẹp đâu bóng dờn cho các bác những cái vết này bóng dờn à nó không có bị chạy cộm tay chân á chung là em đã test mà hàng tiếng chọn có ok son không bật kim bật kim nha kết hợp là cơm nó có bọc gớm mà dưới lớp này luôn nè nó lớp này sàn sùi này các bác tham nó bọc gớm rất là ok cho các bác này bên trong nha rồi bây giờ tới cái phần mà chất lượng nè phần cắm điện vào phần ăn tiền nè rồi các bác à, mình cắm điện thì nó có giao diện như thế này nha mình muốn nấu cái chức năng gì bấm vào đây nó sẽ hiện ra mấy chục chức năng luôn nấu sôi nấu cháo nấu cơm cháy nấu gạo lứt đầy đủ thì uh, chuyện đầu tiên về em sẽ chỉnh về cơm trắng cơm bình thường cho các bác đó là 55 phút và không nấu các bác tắt lúc này giúp em lúc này là hơi hâm ấm bấm thêm một cái nút nấu nó là hâm nóng nói chung các bác xài thì em sẽ có video hướng dẫn chi tiết nha trên đây em thì giới thiệu sơ thôi lúc này là chỉnh cho đồ mềm này chứ đầu hết đường nè đó thì nào mình có em có sẽ hướng dẫn với các bác riêng nữa cho nhiều khi nói trên đây, sơ các bác sẽ không hiểu lúc này là hẹn giờ không sáng không chiều các bác bấm vào đây được cái khung giờ các bác ưng ý là khung giờ gia đình các bác ăn cơm đó các bác bấm nút nấu làm em coi như nó qua cái khung giờ này đúng rồi qua khung giờ này bây giờ là các bác sẽ chỉnh lại khung giờ sáng ví dụ gia đình bấm đại đi được cái không giờ nó ưng ý thì mình mình bấm nút nấu thì đúng giờ này có cơm các bác ăn nè, trước giờ này là tầm 1 tiếng 55 phút đó, nó sẽ nấu thì cũng tùy theo chế năng chọn thôi. Nó không nấu nó không chỉnh nữa thì mình tắt là lúc này. Đúng mà là, là chỉnh gạo, gạo ở trên là gạo trắng, gạo trắng không cho gạo lứt, lứt nảy mầm mình, mình chỉ xài gạo trắng mình để gạo trắng nha. Còn nếu mình xài khác thì mình bấm bấm thì nó sẽ chạy đi. Mình trở về cái mục trên là nó gạo trắng cho em. Thì bấm xuống đây nó có gạo là cơm mềm nè. 36 phút nó mềm thì tắt ra nấu cơm sơ, cháy nè cái này là nấu ngon nè cái độ nấu ngon nhất còn được gửi dịch ra tiếng Việt mình gọi là chín sâu 85 không nấu không tắt nó sôi nấu cháo nè chức năng này là, là, nấu nhanh 22 phút nấu nhanh 35 phút nói em có thể có video hướng dẫn riêng các bác để nói nó trong dài thì... ở đây nè nấu sôi nè đó nấu sôi nó sôi là 77 phút nó tắt có nấu cơm cháy đâu luôn nha các bác nồi này nó là hàng xịn sò đầy đủ chức năng cho các bác hết cũng như hai cả tầm hai chục chức năng gì đó thì mẫu này hiện tại em đang bán xe cho các bác luôn là với giá là ba triệu rưỡi nha là một lít sản xuất 2015 giá yêu thương là hai triệu rưỡi tặng kèm mua cơm và cái cốc đông nước gạo thì mua cọc cho em 500 còn chuyển đủ thêm bao ship nhận hàng cho các bác được kiểm tra được cấm điện trên mặt vô cục em bảo hành cho các bác là 3 tháng tránh trường hợp cấm nhầm điện nhận hàng cho các bác được kiểm tra được cấm điện trên mặt vô cục nha em xin nhắc lại là nò một lít sản xuất 2015 do ma do Mammus sản xuất 2015 luôn nấu được ba bát gạo sử dụng gia đình đình mình ba năm người hiện tại em đang bán với giá là ba triệu rưỡi chuyển đủ thêm bao ship cộng với các bác trả tiền ship thì ơn mẫu này bác chụp hình gửi qua zalo với em kết thúc video hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo chúc các bác nhiều sức khỏe xem video vui vẻ cảm ơn các bác chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi video